Chào mừng anh em đến với kênh của dân quê Mevia. Hôm nay giới thiệu với anh em kèo solo 150 điểm của Chú Thành và Ba Di. Trận đấu này được quay tại bàn bida của A Quắn. Mời anh em theo dõi trận đấu. Rồi trời liếc mỏng quá không trời nha. Liếc mỏng gì vừa thôi, liếc mỏng quá trời gì. Mày có hại tao không quá? Quá. Mày có hại tao không? Hại gì chứ? Ủa giờ mày dục đi quýnh 30 rồi kìa. Nghe nói thấy ghê trời, nghe nói cái đà ba cái cơ 3949, nghe nói thấy ghê trời. Trời ơi. Chơi gì kéo mà vô băng giật 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 gì vậy? Thôi không chơi đâu. Tôi kêu dở kéo chúng như là mai rồi đó. Buông rồi phải không? Đi mấy buông dục vô quýnh mười mấy điểm cái buông ra gì nè. Sao mày chơi ai mày luôn đi gì đây? Sao điểm mà chú nói quá. Chính cái đỏ không yên ngon ha. Do bị gài thế không? Chết luôn rồi. Cảnh này chịu sao nói. Đi ra chạy lên thấy ốc khỉ không mà buông răng hay trừ. Gì nè, nó có bùa không nội ơi. Hên không? Thấy nó hên không? Chơi quýnh vô hai ghê, quýnh cái chục vậy. Bốn là mười. Nằm á. Thiếu sao? Đúng. Đừng nó dư nữa chứ. Mày quay một cái like. Đây.
đường đi hoành hỏi thôi họ tính luôn. Ừ. Nằm. Dạ. Vô. Trời đường của bà thầy thu cháu luôn nha. Ai muốn làm gì đó làm đó. Nay chú bạn bỏ nghề rồi nha. Không phải gì mà nấu ăn đó. Hai chú rồi, đi mới chú chủ tâm được quên. Ấm về vậy nó mà nó vô không nổi đó. Nằm Vũ hả? Trời gọi điện 3-4 cút bắt máy. Rồi kéo chút mới dở không? Rồi chơi quýt bia về không chơi. 1 nghi lắm, một cái mạnh là cứ học à. Ai kêu không quýnh nó nhẹ chứ quýnh mạnh. Chơi chỗ này là nghỉ nha, quýnh không cho uống phê nghỉ nha. 2-12 ba máy qua đây chơi ha, được ha. Lòng trời ơi trời, cho bi ai thiếu trời lại luôn ai vậy nhấn mạnh cô dân có gì không. Chúng hồi tao không có tiền trả từ giờ, bữa nay tao không đem tiền theo. Cho thiếu luôn. Chúng bạn này dễ chơi gì? Chúng bạn này dễ lắm. Đó. Vậy là có lý à. Có chúng bạn này ngon không? Cho dành một số chuyện đó. Ủa mày uống đi với ổng, ổng uống đi mày luôn hay vậy? Đúng rồi, đi vô nội. Bạn nói đi quậy á, giờ nó chạy vô luôn hả? Giờ nó uống rồi á. Hả? Ủa, cái bàn tay của ông ta luôn nè. Uống đi quậy mà, nít không biết mà. Uống đại đi, có chai, có chấp đi đâu. Trời ơi, xin lỗi luôn, trời ơi. Hụt luôn hả chú? Hụt luôn rồi, đá nó hụt luôn rồi. Chưa chút nữa rồi, xin lỗi rồi. Anh em quằn quá quằn rồi, ngựn cây kiếm vậy trong đây cho họ chắc quýnh sắp tô luôn quá. Có quyền. Uống gì cho anh gọt. Trời ơi, thả bộ. Quay về anh không uống vậy em làm luôn. Trời ơi, cái da dầu gạo thục hoài luôn. Tính cũng một hốc đi. Ờ, cũng đi. Anh uống vậy em làm luôn. Em cầm tay nha. Cầm tay đó. Mình chú đi chồng nghe chú. Trời ơi, cái gì mà kéo không chạy không nổi cho nó đá. Một gửi đi. Mờ. Một số 13. Ôi dồi trời. Đấy.
ơi. Bàn chấm luôn rồi nè, bàn chấm sẵn rồi nè. Rồi hồi gác ổng nhìn nè, bây giờ không chịu gác. Tao quýnh á. Ê quýnh à, banh với ổng. Rồi, ok. Ba coi vậy. Coi như hành để ba coi cuối. Quýnh đã rồi mang con tay đi về luôn vậy á. Quá khó. Dư rồi. Thẳng rồi chú ơi. Để cái sáng cái hồi mau. Ăn uống đi, uống đi, uống cho vô cho nó thấm giọng đi, rồi nữa cao thủ xuống nhóc. Bên đây là cơ ngang 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 nhóc chứ. Ở bển qua bển vô là 80, 100, 150, 170, chấp giết tao giờ tao hết muốn qua bển luôn. Quýnh giết nó chạy hàng hết trơn, còn gì nữa đâu quýnh. Mười sáu điểm quá khó gì vậy đó. Gán mẹ ơi. Này. À, nó dở gia vị quýnh cho thiếu. Đó, giỡn bữa nay giỡn đó, ta giỡn, ta đang giỡn. Thank you.
Mỹ còn chưa làm đầu rồi. Mỹ quên cái phần đầu á, tôi quên làm luôn rồi. Quýnh quá rồi kìa, quá rồi. Nói chuyện qua quýnh sao rồi, không bao nhiêu quên tiêu luôn trời. Thùng rồi lại chứ. Hai quýnh nó mặt, cái gì. Nằm. Cái mâm luôn. Đừng nói, nói điều qua tính thua sách thứ hai nữa rồi đó. Sao điều qua sớm thua sách thứ hai luôn. Thôi chung điều qua thấy thua thì đường nào ra. Qua thấy là gỡ không có đường ra rồi. Ôi ơi. Ôi giờ không có hổ. Quạo rồi đó, gì nó quạo rồi đó, nó quấn mạnh nó quạo rồi đó nha. Đừng nóng nghe gì. Có gì đâu nóng chút. Bình thường thôi, coi như là thua chút đi. Cái gì? Hả? Đậu rồi. Nóng chút chơi vậy. Thuốc nè. Dạ dạ, con có này. Con hút cái này quen rồi. Tao cũng thứ này không mà thứ kia tao hút không được. Có thì nó hơi đậm. Nó đậm mới hút. Nhưng mà có thì hút được nha, còn hai gô chứ. Tập bước rồi nghe chú. Chú nào? Không. Trời ơi, dây hút nữa hả? Cái xe con đi thấy không? Ừ, tao nói mày đó mà quýnh lộn đi á. Quýnh lộn không, có hai cơ trước luôn đó. Điểm 86 á. Chơi trời bi, tao lấy quýnh. Thế mà quýnh quýnh đồ gà luôn chứ. Thôi tao không biết nữa rồi. Ở quýnh thì chắc là cái đồ gà phải trái bệnh luôn chứ. Này, quýnh lộn không quýnh hay gai, quýnh hay gai, quýnh hay gai. Lộn cho mà con cầm đi em quýnh luôn. Ai lộn trước? Tao lộn sao? Tao quýnh trắng không mà lộn gì? Ông quýnh lộn trước. Ông lộn trước cái này nè, xong của ông con mới quýnh trắng, con kéo vô băng nè, con quýnh xong phải không? Và quýnh họ chứ chứ mấy biết lộn bi đó, qua cơ sao mấy biết lộn bi đó. Bước qua lờ cơ luôn mới biết bi đó. Điểm 86 á. Bỏ xé dầu gà con quýnh, con quýnh trái hai băng lộn á. Không có tay rồi. Quá xe rồi. Hay quá gì vậy? Chạy đứng xong đúng không? Dạ cái thằng thuốc để rớt cho bạn nhít luôn. Quậy vô luôn. Bên trước cái chuồng cá nó nè. Ở cả. Đúng rồi, ngay chằm cái chuồng cá đó. Cái gì mình cậu nó chỗ nào? Chỗ chuồng cá đó. Cái đó là chuồng cá mà. Anh nghĩ nuôi cá rồi. Anh trọng đâu khu rồi đó đó. Cũng là anh đó. Ờ. Người ta cũng vô làm mướn, nó ta vô làm mướn.
chục người không phải mà làm cái 1, 2 đêm không mà tăng lên là kỳ chứ. Chỉ mình cứ làm cho. Ơi ai nhỏ hơn ai? Tôi nói kiểu dạy chú. Dạ. Đây, nãy em thẳng thắn kìa. Là lập lệ chứ. Chứ sao? Nói cho cha đâu nha. Trời ơi. Trời nào mà cứu mày ra cũng vậy quá, trời nào cứu. Trời. Thấy nãy em không? Chịch là lụng liền chứ không có để mà qua chọc. Vô tao lấy đi, thì vô tao lấy đi, 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 mày nói ai ở đây ai cơ cơm nói ai cơ cơm nóng mày rồi đó nha anh nói cơ cơm hỏi ai cơ cơm anh ơi trời cái quán hát với nhau. Ủa 10 thước quán hát với nhau của chỗ nào? Của anh cậu. Cái ký lên dẫn chút. Chờ cái ký lên chút. Cái người đó mà. Cắt cho mấy xe đây. Có xe à. Một gửi đi. Rồi vậy. Quấn như cái bệnh rồi kìa. Qua nhỏ mới ăn con chim em qua làm quá tệ lắm. Qua gặp là hắn đầu lâu vô liền không có tha được gì không thấy. Để nó giữ nước đi. Không có uống không? Nước phải chậm. Nếu bạn nhắn nó. Nhà đã bổ thì nó nhanh. Mày đi làm cho tao dẫn. Dẫn em nó dở cái bạn này. Sao? Mới xuống mà. Rồi, bữa nay ta đi sửa chiếc xe, thẳng đi ra đây chơi luôn. Mà sao nó không đau mày? Vậy. Nó đang không nó không đau mà sao nó sưng? Đúng hả? Nó bị bẹt đúng phần mềm. Tao gợ bây giờ là không có đau này nhưng mà tại sao nó sưng trình bệnh nữa nè? Thì không biết nữa. Có nằm tốt hết biết. Âm điện nói chiều đi nhậu có kèo nghe. Bóng không? Có đưa điện thoại cho nhỏ kia nghe mày. Trời ơi, trời ơi. Cho đây giữ chỗ không bị ra được. Một tiếp. Nó nấu tao cái mầm
ông vừa mãi ông đi mình ông còn thú ghê. Có kèo là một cái một là hai vậy ngồi cái bên bên đó điện chiều nay có kèo đi đi bà nội sẵn đưa nghe luôn hả anh không biết gì anh là người vô tội người có tội là anh trọng á nói chuyện cũng thấy gì trước gì sau lớn tuổi rồi nhà mày tao nói chuyện chứ thôi rồi ăn mình lên nè xuống nói quả vậy ăn mình lên nè trời ơi có phải vô đó mất tiêu luôn một gửi đi đâu có dặn để đầu đó để đầu nó hơi mỏng mà vô mặt nó sao nó vô đó nó tiền là bị khó không nhỉ? Nồng như thế này. Nè. Trăm điểm hả? Trăm rưỡi. Trăm rưỡi. Rồi, không cho. Nhiều khi giống thịt chứ phải súng xương. Súng xương là tới à. Trời ơi, cơ này đang đi mười mấy rồi, dư sức dư rồi. Làm như Di đứng cho tao quýnh nè. Quýnh
Tao ăn qua tao bụng quá. Vậy ăn qua tới là 2 giờ mấy. Chưa có một cơm. Tao thì thôi gắn rồi. Nó uống bò cụng không mà nó nói nó hồi nó đói bụng. Sáng ăn được có một câu bún rồi tới giờ đó luôn. Ơi. Nghe giọng nói cái thả bớt liền ha. 6 nữa 44. Đó là con quýnh nhẹ nhẹ cho con chú. À, trời quýnh phải không? Phải thôi chứ sao giờ. 4 nữa, 16 nữa 44 chứ. Hai. Tự mình làm khó mình. Có nhiều mấy đứa. Da dư trời. Đó thì da quýnh dư đó, nó ủ nó chứ. Không, 4 4 8 có gì đâu. Mà. Gì rồi, đó đi đâu sao? Không được rồi chứ. Cái mạnh là trúng rồi đó. Bây giờ ta kéo nhẹ nó mới trúng mới ngon chứ ai đâu mà kéo mạnh trúng chứ. Cho kéo mà nó biết cho bé rồi, cho nhẹ nhàng là bị mạnh chứ nghe. Là nó đều sách luôn rồi đó. Băng hay cho hay rồi thôi rồi. Ờ cho kéo được cái khoái cho kéo hoài cũng băng hay. Trời ơi. Rồi vậy mới luyện bộ môn cho uống băng đi nét, luyện bộ môn cho kéo động cho thằng cái gì vậy? Đâu. Đó quấn theo ý mình đi, không quấn theo ý được ha. Thế thì tao quấn không được. Thở ra. Gầm gầm như chú thằng con ngán. Nhẹ, nhẹ không sợ. Hay. Gầm gầm chú thằng con ngán không? Ừ. Ghê quá. Chơi nó bứt mạnh, chơi bứt nhẹ, chơi bứt được. Ai sẽ đọc được gạo. Bị quá cho tôi bị mới. Thằng nói cho này ăn gì vậy? Gà hư rồi chứ. Tắm luôn miếng ơi. Không được hả? Cầm hai cái đầu đồi đi, chọn vô đâm được nữa sao? Kiên như qua. Ờ này để cho thằng ấy nó đâm đi chứ tao khổ cần đâm nữa. Để cho thằng anh Dũng hả? Một. Thiếu luôn rồi. Còn giỏi. Quên rồi. Dạ. Để anh với nó chơi rồi em ngồi ngồi sao. Trời ơi trời. Tiếp. Tôi nó dạt cho nó về nè, quên nó dạt nung cho nó về. Không coi chờ. Dạ ba ba clip gì cũng được hết. Mấy đi vô luôn với mấy tay tao mày cũng hoài, chán bỏ mày. Một với một là hai. Bạn bè
Rồi bạn giống rồi kìa. Lâu lên ăn cái lại nhà đi, vợ nó thấy thở bắt không làm nước luôn đó giận á, bởi vì lâu quay cây lâu lâu lên giận cái ông đường mình làm dữ. Nó quýnh mạnh thì quýnh mạnh đi, vô ga nó đi quýnh nhẹ. Giao luôn với tay cơ mới tay coi. Né giữ gì gì trúng thì trúng, hụt hụt né dữ vậy. Gì cũng được cho đại giải trí rồi, hay là clip trước đi. Hai cơ đó quýnh clip là ngang ngửa đó, ngang ngửa luôn á. Còn như là mình không ngọn ghét mà mình gà xàm nữa nghe đi. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa giờ Lily của ai đâu để làm lung ra chứ vậy? Này là của chú Thành quá. Trời ơi, nghe một cái quẳng. Còn cây ngon hết cái ngon mà thời gian để lâu quá nó chỉnh đó bị trên những cái khúc này mà nó lại em nói nè, em lấy cho anh cây mà của anh Tý nha, anh Tý lấy của bạn anh cây nó cũng chịu giữ mà trong nó có nghệ còn quá quýnh à. Ủa cái gì à? Chú khóc à Di ơi. Quá quýnh rồi. Này cũng có 460 nè. Anh có mua đâu, thằng kia nó cho anh kia nó mạng mình khẩu gì hết. Quá dữ. Đây mạng mình khẩu gì anh? 2503 hay là 1503? 2503 hay là 1503? Mà khẩu số nha. Đây là cây cuốn đi giao lỗ nè. Rồi bữa đó về, về tao lấy nhám rồi đắng cho cái đọt nó mòn lại. Trời ơi. Đi đâu? Chưa có lấy đi. Đây là
Gà quấn rồi, gà quấn hụt qua trời. Ba cái giò gà hụt rồi. Bà sao bà? Trời ơi, rồi rồi xong rồi. Bốn cái rồi à. Quên bốn cái rồi gà không có răng luôn. Nghiêm bóng đèn lên quá. Để nó hụi sao quên. Bốn cái giò gà hút lên. Giò gà không có bốn cái hút lên. Rồi 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 chồng mình thấy trên chồng. Thì nãy em quýt quan sát nè. Rồi điểm số rồi. À sắp 355 nãy em đang dẫn. Thôi thôi. Quần trắng mày em ơi. Cậu quýt nó được không? Đỏ không kìa. Cái cam của em tự nhiên vô viên trời. Cái thằng nó quýt tới cái khúc đó tự nhiên cái mắt là đừng nằm điểm cái trái em cúp bê mà học vô bắn tự nhiên nó đâu có cắt ngang khúc đó đâu mà mười mấy giây kỳ cục vậy. Quýt hư camera luôn hả? Ờ quýt hư camera của em luôn anh chết. Bắt không được không? Vậy là có cái gì vậy đó mà. Ờ, tự nhiên tới lúc đó nó giật mất tiêu cái cúc đó luôn. Không hiểu. Nó giật đâu cả 20 giây á. Là quýnh mấy cơ nữa là chỉ đi không vô dậu rồi. Cái cúc đó nó giật mất tiêu rồi. Không thấy cúc đó luôn. Trời, nói cho ráng tập trung. Quýnh chỗ này là chết chứ gì vậy. Vì nó quýnh chỗ này sao chịu nổi với nó. Da khó hơn rồi lên trời nữa nè. Hai. Nãy một gửi là hai cái gì? Gì? Một gửi là hai cái nha. Rồi 3, 4, 5 cái vô gà luôn. Bây giờ kéo khó rồi chú. Thôi rồi số 55 này không được rồi. Nó bóng là làm nước sơn. Chơi chơi đi. Ừ.
Đứng từ từ nha mày. Ha. À. Với Dương. Trời ơi, chứ bị thấy trúng không, nó lãng gì kia vậy? 75. Nắm nãy giờ quýnh hụt không à? Ok, để bà bật cái này. Đang lỡ tay cái. Thôi thôi, hụt luôn cũng dây, hụt không sao. Không có gì vậy, nhẹ vô, không có gì vô. Mình ra khó hụt đó. Thử ra miếng nội trời ơi da. Ăn ăn được, ăn luôn Quang ơi. Đi. Ăn được, ăn luôn. Để coi mời múc lên số 8 có làm mưa làm gió vậy. À. Con ghét trời giờ lộ ra chậm. Lên bằng nhà rồi xuống nhà này kia, tao làm mưa làm gió xuống đây ăn được ăn. Bữa nay chậm vậy đó, mấy giờ này ba làm cho ba mấy chiếc đêm được chín hết. Chứ cũng á anh. Bữa nay 39 đúng không chín? 39. 39 đó, giờ này ba làm cái 39 đi cho dịch cũng cái đêm tính chín hết. Cái này là nó ăn có hả? Mà thủ đi anh. Năm. Nghe chợ không? Tôi bấm á. Đừng có. Nghe chợ không á. Nghe chợ. Chàng nhà có người trả, người phụ, cái giàu gì đó. Giàu hả? Sao? Giàu ở mớm hả? Giàu mà nó mà đồ á. Giàu có miếng á anh ơi. Nó bạn. Vậy. Không quay. Quay. Dạ. Quá hả? Anh em chút. Em. Điểm đang đều. Nó lộn nè đó hả? Mời. Bây giờ giống cháy quyết định còn qua cái cu lê ha. Ngon em ơi. Nhẹ dạ thôi. Ơi đúng cuốn à. Cuốn rồi dậu. Cuốn rồi. Rồi chạy đây cuốn. Hết rồi. Cuốn gì để ba lấy thêm đếm đi chứ có gì đâu la la. Để ăn quá trời, thôi được để vô rút về nữa. Trời ơi, còn nước mê bi đó, còn biết nhiều điểm nữa. 378. Nó đè ba hụt, nó để gì quýnh này, quýnh sao rồi, có điểm này Vũ mà chỉ đâu Vũ. Chú quýnh vắng chứ, quýnh đỏ trước rồi, quýnh vàng trước, quýnh vàng trước rồi, quýnh vàng trúng đỏ trúng rồi. Nó gì trúng rồi đó thấy không? Có nhiêu đó mà hỏi hoài. Nghe chú quýnh đỏ trước rồi, chú quýnh trúng cái đỏ thì chú mới sáng trúng. Hỏi hoài. Bị dạy ngay chú Hạnh. Dạ. Cái câu đó câu của đệ tử ông đó. Quá gác và nói chuyện quá trời rồi. Chú có
Đó là con quay đó chứ không phải là ai đó đâu nha. Ê có con quay hai cái luôn, không không cãi luôn. Hai điểm nè. Được, chúng ta ghét chúng cái đỏ cái nữa. Hai điểm nè, tính hai điểm này. Hai cái mà hay là vậy không tính được, cái visa chúng nó không tính được. Hai lần là phải cũng. Vậy. Rồi, giờ đó mới đúng hai điểm thôi. Đâu ở đi lắm nhìn động giờ cháu bạn nhăn quýnh nó về mặt ngủ tập cái bố luôn á. Ờ. Không quýnh, bữa đó không quýnh. Giờ một ghế chú ơi. Để dạ khó khó gì gì? Dạ là khó. Không ngon luôn ha. Thì có là tới lúc mấy bữa là cũng không biết gì cho bạn hết đó không? Bữa không đi hết. Có bất kỳ đây là hay ghê nhé. Bữa là vợ nó la. Dư rồi. Học tiếp. Cái đó là quá may mắn. Quá liếc. Đây là điều đâu điều nó bị gác mấy chục rồi. Còn cái đó quýnh mặt đỏ. Thấy đi gỡ đi rồi, tại em đang đi công chuyện. Lấy nữa nhiều có gì rồi về em á. Quê thì chứ. Quê với chồng thì chứ. Ngang đại học y dược
Đó. Con nghe nói cũng có chứ mà cũng không biết chính xác là chỗ nào. Thì đây sẽ cho vậy. Có khó hoài vậy ta. Ra hình khó khó không? Ừ, hơi thấp hơn chút. Mười. Nãy giờ xui lắm rồi đừng ngay nha. Hai. Nghe nó chắc chắc rồi vậy. Phải không? À, trời nó càng chữ giữa. 13 là 83. Hay lên. Ai. Ai mày với ai mà nói? Ghê gì? Gì? Đi 13 nó đi lại 10. Sống sao nổi. Một. Đây đây mày kiếm thầy giáo của mày hay gì? Hả? 1197. Mày lại mày kiếm thầy giáo của mày hay gì? Đây. Không không. Có bằng nó làm
cái lộn má quýt hai phân dậu mỏng té luôn trời. Ủa hồi bữa trên anh đánh giải hả? À, có không? Đụng thằng đó 85 triệu. Không được gan nữa. Toàn hả? Đấy. Ừ. Có vụ nó lấy dễ nhất luôn. Không. Nói cái xe đó, nó ăn 4 thằng rồi đó. Cơ nó là hay nhất nếu mà đánh xuống. Đâu bỏ được xuống. Không ra hình. Chúng mà không ra hình. Ừ. Ờ, một còn hai đó, ý là nó xô bi một còn hai đó. Rồi nó thua nào nào nhất. Rồi phải rồi. Có thằng Bình cái này đâu còn chơi nữa. Gắt cơ. Bên đây chịu hết nổi luôn rồi nè. Không bệnh cái này về không lo xuống yên không ạ. Đâu có ấy nữa đâu. Đâu. Vì là trò tao đi đám ma. Đám ma bà già của ông Dương á, là bà ngoại vợ của nó đó. Ừ. Chồng nó chồng của con gì? Con gì quên. Con, tự nhiên quên. Con gì tự nhiên quên. Cầm phải không? Cầm. Ừ, cầm. Phải. Nó cháu rể rồi nè. Má xuống nhà đi ta là kêu bằng đại nhà luôn đó. Tao muốn chị mới vừa nhìn động vô đòi kêu ba ông chết. Ghê vậy. Bảy nữa là rẻ tư nha chú. Quá rồi. Tao đi con cơ nó đi lại hai cơ. Trời ơi chứ Bia nó nghĩ sao quýnh mỏng mà vô tới đó hụt luôn đó. Cái đầu găng hay gì á. Cái cây cơ của anh kêu nghe cái đầu găng phải không? À. Trời ơi cái Bia quýnh mỏng gì đó mà vô đó mà đi ra luôn. Tình hình này không được rồi. Không được rồi bạn ơi, Bia này cái này mấy nay chết rồi. Tưởng không biết nữa là đi luôn. Thôi rồi, đi ra chợ đỏ ăn sao hoài bữa nay xuống đây và kêu cái chín người giết thôi rồi. Khó dữ vậy trời. Bạn bè gì đó, bạn bè gì biết nè. Bạn bè mua có ô nhiều con cầm chặn gì nhưng mà làm gì hết hả? Làm gì ghét chứ hả? Cầm chặn. Thời gian qua quýnh hương hoàng của ông Linh ba toàn A hoài đó mà còn nấu mà. Quá dễ thật. Cái thời đó là mình mới về bỏ gì ra. Hôm nay rồi tao cũng mới quýnh lại đó ông ơi. Vợ là đâu có chơi nó bỏ ra. Không. Vợ là mấy hai chơi là quá khó. Có một hai vậy đó. Trời ơi trời gì sao quên. Xui quá à, cáo. Giá tầm 73 không vậy? Giá kéo gì mà hụt luôn.
giờ ngon dữ không. Rồi xong. Ra có nhiều ngẫu trời. Trời ơi trời. Đá hình hết sức hình không? Cứ muốn cho chạy vừa vòng rồi đó có bó hai trái luôn. Tao bên đây bị nạn rồi. Ra có gì kỳ thì học nhiều nãy năm cái vô ra. Kéo vậy mà không trúng. Bữa nay bị cái gì rồi? Chứ bây giờ nó quýnh hụt đổ thừa bàn B, bàn ta mới chỉnh lại mà đổ thừa. Bên đây ta thua người ta không đổ thừa gì chân đi nè. Cái thừa gì nữa giờ không? Cái thừa gì nữa giờ? Ta chỉnh cho ba có hạ chốt cái nào đây? Cho hạ nhìn con. Không nào B, chó có thợ đó lại chỉnh đi. Nói vậy mà. Rồi mày quýnh không có được rồi, vô gà ốc kỹ nãy giờ quýnh hụt không, không thấy sao quýnh gì đó quýnh. Vô gà quýnh mỏng vô, trái bia quýnh vô gà chạy xuống tới đây mà nó chạy vô đây nó chạy ra hụt rồi thấy biết là sao rồi. Tao mướn ngày nào quýnh được trái bia đó vậy đó. Quýnh vô quýnh quýnh trúng, quýnh hụt khó hơn quýnh trúng đó. Thiệt á, quýnh mà quýnh trái bia đó mà quýnh yêu cầu mà hụt giùm tao đi rồi cái gì tao cũng chịu cho. Ừ. Quýnh hụt tao kia là bao nhiêu tiền tao lo cho hết chứ bây giờ đó đó. Bây giờ có cái lỗ dậu xíu quýnh chạy vô dậu chạy kìa. Nó thiệt á. Ngồi nữa mà bố. Cho ghét đó. Ghét dạ. 35 điểm nữa. 16. Chạy ra đây chạy. Đúng. Giờ giờ thôi chứ đâu có đường ở đâu quá. Nó hở rồi trên chứ này chứ. Chém trúng rồi chứ. Mà nó muốn tét cơ luôn á. Ông để mẹ ba. Cái gì kỳ quá. Vậy thì sao quýnh đây? Đá lắm gì vậy? Ê! Chùi quá! Làm Vinh ơi, cần Vinh ơi. Cần hả? Cần. Huấn luyện viên á. Huấn luyện viên. 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 Huấn
Trúng đường trái rồi nè, nó lên nè. Hết biết rồi. Trời ơi. Xong rồi, một gửi đi. Xong rồi đấy gì ơi. Tao nói tao xong rồi. Một với 124. Này, giờ này chúng gán không rồi, không làm gì hết á. Ba. À, ra gì nè. Ô. 80 cái khó. Mấy đứa con mà Vũ? Dạ. Mấy đứa con mà? Em hả? Tầm 24. Hai đứa hả? Ờ. Trai gái. Đầy đủ. Trời ơi là trời. Cũng biết kìa. Đưa cái mặt cho Nhi quýnh không à, bốn. Hôm hai đứa con gái anh đó. Ờ. Đi dẫn chơi mà em đâu biết đâu rồi. Có hai nói con anh mới biết. Không. Nhìn con gái mà da nhìn thấy cưng sao. Gái nhìn thấy nó sao sao luôn. Bà vậy cho nó lắng nó đi chơi hoài nó mày ơi. Dạ anh đã chơi nó cũng vui bình thường mà có gì đâu. Anh thấy Hàn Quốc không? Gái ta tôi quýnh như đạn không? Một với 25. Con cũng có chọn tài năng vậy đó hả? Con có anh tài năng vậy đó anh chậu. Ừ.
con chồng nè. Hai. Cúng da tạc tạc chứ. Dạ gì không? Xui dữ gì cái này xui quá gì vậy? Đại số. Hai gửi luôn đi, giao xui quá rồi. Đá lợi mà cũng vẫn còn hên đó, thấy chưa? Hên rồi, hên mẩy. Rồi xong. Còn mất nhà mất tiêu luôn. 298 qua 96 rồi đi. Trời ơi, trời ơi, giờ nó ủ. Ăn luôn hết đi. Ăn luôn. Rồi. Thầy ơi, có. Khó vừa lắc rồi. Tới rồi Duy ơi. Giờ ngán luôn rồi, quýnh nó hết được ngán luôn. Thiệt ngán rồi. Một tép rồi, một tép. Thấy rồi, thấy rồi. Thôi rồi, thôi rồi, ông vô nha. Nó 200 điểm nữa bỏ nó. Một tép. Thôi. Da này cũng nhiều quá hay nó bị lơi. Không. Còn có đường cánh gơ một băng bên đây thôi chứ đâu còn đường nào nữa. Không đúng không? Hai. Không giữ hả? Trời ơi chút. Dư hay vậy? Quýnh cho nó chết rồi, dư chút xíu luôn. Cho mày luôn cho ăn cho rồi.
Ừ hết rồi. Hai một gửi là hai nha Dương. Dính gì dính điểm gì đâu không? Bốn. Năm. Mày chu dữ gì? Có bún viên ngàn bắn chẳng chứ không? Trời ơi, gấp thế đâu, bị gì vậy? Gia vậy chạy lên luôn. Ôi. Gì thở gì chú? Gia học tầm 7 chứ. Gặp mình lên ngay nữa rồi đó. Gặp tao lên là ngay nữa rồi đó. Cái bụng rồi bún nữa không giờ gì đi có nữa đó rồi tao điện thôi quá liệt nhúc nhích nhúc nhích có chung nhích có nhúc nhích có gia chạm không thấy thì cơ 44 cho gọi luôn cho nghe. Chỉ còn có xích chiêu ra 44 thôi à. Ghế hả? Ê! Như kỳ bây giờ giò gà kéo dư luôn. Rồi, còn có 6 với còn 1 hả? Clip này quên mà bằng anh... Clip à? Clip à? Mày có đủ này gai không đủ xin cái gì.
Rồi thiếu luôn. Kéo gì sao mà vô nó mỏng đấy. Rồi mày dám đẹp ngang ngay. Bây giờ có chúng gần nữa không vô. Quá mỏng dư luôn. Nghịch chúng hả? Chúng luôn. Nghịch chúng. Hên chú ơi, hên chú ơi. Hên gì? Ngay đường chúng vô chúng hên gì? Nói gì vậy? Chứ nó gọi gì? Tứ băng về mà nó cái bộ. Quýnh được đó là hả? Không, tứ băng mà nó trúng được rồi. Nó đâu đá đâu. Một. Không giết tao hồi tôi đi G44 rồi đừng có khóc nha, nói trước nha. Gia nằm gì nè, quýnh về đây. Năm là 11. Ông đủ không còn nhiều. Chế sạn vô nè. Trời ơi trời, thằng ơi nó khiến cái gì, nó khiến tao cơ 39 ra, không có chứ không có đâu nghe gì. Có chứ. Đừng có giỡn tầm bậy tầm bạ cái gì. Còn 2 điểm mà cũng cho đủ luôn à. Còn 2 chứ ơi. Là không có tay quýnh trắng, có tay quýnh đỏ không không biết. Hai. Xui dữ vậy nè, không có tay không chân gì anh ba. Chúng đỏ chúng vàng là chúng rồi chú. Thua tay sao quýnh? Tay đâu quýnh? Tao cũng vậy mà. Được đâu được ba. Ừ.
gia ngộ thì chứ. Chị còn điểm một hả? Hai. Cái đấy gian nó có cái điểm. Đâu. Trời ơi trời. Sáu là 17, còn 33. Thiếu rồi. Rồi đó. Ra tính tiền quá đây. Ủa rồi, đâu còn gì nữa đâu mà quýnh. Tao xong rồi đó nghe. Mày làm gì đó lại với tao không biết à. Trận đấu đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhé.